đầu gặp gỡ làm tim nhớ nhung. Rồi từng ngày trôi qua trong thâm tâm bỗng chợt nhận ra ấm áp. Kabarin kalau dia nggak ngambek. Khi em đến ngày hôm ấy, một người đang đứng gần ngay kế bên, vội cầm bàn tay em lôi đi nhanh trước mặt của anh lúc đây. Mơ dần rồi biến mất, rồi nhiều lần khi anh thấy em cười, nhiều lần nước mắt rớt xuống ướt nhòa. Dặn lòng mạnh mẽ đi kế bên và muốn nói, đừng muốn một người không nhớ đến ta. Tình yêu như món quà, khi có nhau đừng quên từng vui khóc cùng nhau mà cớ sao ta vội muốn cách xa. Tình yêu vỡ tan cứ theo đầu lại, phía sau sẽ mãi đã đang kề cạnh ta lúc nào. Tình yêu sao khác thường, đôi lúc ta thật kiên cường, nhiều người chắc mình điên cuồng cứ lao theo dù không nói ra. Một khi đã yêu trái tim bằng lòng rớt xuống ướt nhòa, dần lòng mạnh mẽ đi kế bên và muốn nói, đừng buồn một người không nhớ đến ta. Tình yêu như món quà, khi có nhau đừng quên là từng vui khóc cùng nhau mà cớ sao ta bột muốn cách xa. Sao ta vội muốn cách xa, tình yêu vỡ tan cứ quay đầu lại, phía sau sẽ mãi đã đang kề cạnh ta lúc đau. Tình yêu sao khác thường, đôi lúc ta thật kiên cường, nhiều người trách mình điên cuồng cứ nao theo dù không lối xa. Trái tim bằng lòng thứ tha cho quá khứ hai ta từng đi qua. Hết hơi. Hết luôn hơi rồi. Mọi người follow đi mọi người. Mọi người follow nhé, mọi người xem 24 tiếng lên được bao nhiêu ca follow nhé. Vi ơi, Vi, đi ngủ à Vi ơi? Vi ơi, đi ngủ rồi à? Bà nghe hát bài đi ngủ luôn rồi, hình như thế. Xem có bài gì nhẹ nhàng không, có cái bài gì nhẹ nhàng ấy. Hai mươi ca rồi, cảm ơn mọi người rất là nhiều. 20k follow rồi, 2 tiếng hơn 20k follow rồi.
Phải nói là gia đình nhà mình nó phải gọi là đẳng sư cấp luôn. Đẳng sư cấp luôn. Đẳng sư cấp. Và xem nào, 24 tiếng gia đình nhà mình có đạt kỷ lục như lần trước không? Nhé mọi người, xem 24 tiếng nhé. Mọi người đợi em một tí. Đợi một tí em đi đi công chuyện một tí nhé. Để em mở nhạc cho mọi người nghe. Đây này. Chút nhưng tất cả do từ anh tạo ra nên nhận lại niềm đau, chỉ vì còn sống nên anh vẫn cứ nghĩ đây là yêu.